vừa đặt chân đến Hà Nội thì mình đã nói là cái không khí mình đang đứng đây, cái sự mát mẻ này là của Hà Nội và mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Xin chào mọi người. Cảm giác khi được mọi người rất là đông đón mình rất là ấm áp và hạnh phúc và mình cảm thấy rất là xúc động. Cảm giác của tôi lúc này là tôi rất là sung sướng và vui mừng khi là gần một năm nay tôi mới gặp được cháu tôi. Và tôi cảm giác thấy là cháu tôi trưởng thành rất là nhiều đấy ạ. Và đến chủ nhật này là cũng là ngày là thông báo kết quả đấy. Và mọi người trong họ đều muốn cháu là hãy cố gắng lên, cố gắng đi bằng đôi chân của mình. Trong suốt cuộc thi này thì mẹ cũng như cả gia đình đều ủng hộ cho mình. Nhưng mẹ là người hiểu cá tính mình nhất, mẹ đã truyền sức mạnh cho mình. Sự rụt rè trên sân khấu cũng sẽ bớt đi bằng những lời động viên của mẹ. Đã vào đến top 4 rồi thì cái việc thắng thua lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Gia đình thì động viên con là con hết sức mình, bình tĩnh, tự tin và dùng lời hát hay nhất để cống hiến cho khán giả. Thì Linh đang đứng ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đây là nơi mà Linh đã học thanh nhạc suốt 6 năm. Và ngày xưa thì lúc đi học thì lúc nào cũng phải cảm thấy rất là ghét cái cổng trường bởi vì ngày nào cũng phải gặp nó. Nhưng mà đến bây giờ khi mà lại bước chân tại đây thì mình cảm thấy rất là xúc động. Và bây giờ thì Linh sẽ lên lớp để gặp cô giáo và các bạn. Không biết là khi gặp các bạn và còn cô giáo có nhận ra mình nữa không? Con chào cô. Mơ lớn nhất của Linh là có thể tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Mình sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm, sẽ không bao giờ nói không và không bao giờ bỏ cuộc.